Hello, một chút nữa thì tụi mình đi coi xe, đi coi auto show là cái chỗ mà nó có rất là nhiều xe mới. Đó thì Bi sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Chả cá. Như nèo. Dạ. Kim chi. Cá kho. Cá kho. Cường. Bye bye. Design. Take a look at our LC and pretty much anywhere across the left. Your car, that car provider that I mentioned, the front is also on your roof line here as an option. Yeah, I'll mind it. Again, from the LA Bay factory. And in the rear, we have another. Siêu anh khóa chiếc nào? Khóa chiếc nào? Không có màu trắng, toàn màu sáng. Kiết 350. Now you mentioned the most powerful V8 Lexus has ever made, so you're going to need great what? Phải CT mà con. IS. Car. Shouldn't this be an upgraded Accord? Nhưng mà anh thích cái đầu kia hơn. Nó cái này là bình F. Thường. Cái F Sport. Còn cái này là chỉ là luxury thôi. Sriracha. Sriracha, yeah. It does. Cái này là sriracha. Đi coi xe. Kiếm xe mới hả? Vy ơi, Vy kiếm xe mới hả? Lexus. Lexus hả? Audi đi. S7. S6 hả? RA hả? RA convertible. À, ý convertible hả? Cái chân. Ừ.
thôi, nhưng mà không chạy rõ. Chuyến này là S6. Wow. Màn hình trong luôn. Hey, hello. Hello. Đứng sau đi. Hello. Pretty. Vì mua GS hả? GS đó. GS nè. Xếp hàng hả? RX 350 S Sport. Màu đẹp. Hả? Màu đỏ. À, màu đỏ. Roha. Red Roha. Panorama. S Sport. No, GSF. Đây là xe Sriracha. Sriracha. Hi. Bay đây. Bay mua mẹ xe đầy à? Vì mua mẹt đi chạy à. Mẹt mới nè, design lại rồi. New touch. Awesome car, right guys? Yeah. Mercedes C63 S AMG. Rồi xe này đi leo núi nè. Mua về Việt Nam đi leo núi. Đó. V8 C63 AMG. Y luôn, chiếc này Y63 luôn á. Và đẹp quá. I like your camera more than the car. Infinity. Some of the Buick New Envision, and we're pretty excited because it has a great position between the Enclave and the Encore. And we have Laura over there, beautiful Laura. She's gonna talk about that in just a few moments, but definitely step over there and check it out. I want to thank you so much for stopping by. Cái này là anh đọc gì? Cái gì? Cái này là anh đọc cái gì? Buick. Hả?
Buick. Buick. À, mà không biết đúng mà. Về nhà check lại đi. Chiếc này xe Mỹ. Cadillac là xe sang dành cho người già. Car of the future. Xe vô tương lai. Phải xe này không? VIP đó. Xe xịn nè. TV nè mày. Nãy sao mà đèn á? Không biết. Em nghĩ là không mở. Chị không. Thôi đi bớt. Mày cái nhà lên. Lên. Camera tới là phải chụp hai liền. I still we saw, 이 감정도.